là Long Vy thách thức với mình uống 20 lon. Dạ, các bạn uống 20 lon. Bạn yếu sẽ, bạn yếu với mình sẽ đấu với nhau. Mọi người uống 20 lon. Hai đôi này okay, nhau. Ok, ok, ok. Ok. Tôi thích thách bình uống 20 lon. Hai uống 20 lon mà xỉn thì người đó phải trả tiền. Ok. Em làm trọng tài cho. Hai chục con nhà, các bạn sẽ quay nha, xem luôn từ lần đi cuối luôn nha. Cho hai nhà hôm nay cái mình mới vừa đi hát xong nè, mới vừa hát xong rồi mình ra mình đang hải sản ở Đà Nẵng nè cả nhà, bây giờ đang làm khách bình với Lan Vy nè. Dạ. Hả? 300 thôi, tại vì ăn nhiều món. Ủa em cái ghẹ nhiêu ký vậy? Cô gạch đi ha. Ăn cô gạch ngon hơn. Cô gạch đi. Em ăn ghẹ hay ăn cua? Tôm nè. Hơn chi nha ma. Lấy nửa ký. Anh xuống anh muốn làm món gì vậy? Hấp à, hấp bắp dừa anh được. Hấp bắp dừa hả? Anh nướng được. Thôi hấp đi Giang. Anh nướng đi. Hai anh em đang kêu hải sản ăn cả nhà, tại vì ra đây hát xong rồi mà ăn đồ ăn ngán quá, hai anh em đang hải sản. Lan Vy với Khánh Bình. Còn anh Yếu Hiền với Bình Minh này, với anh Lý Hùng là Tố My đồ ở khách sạn rồi. Bây giờ anh em đi ăn. Đi ăn Đà Nẵng nhiều lắm. Ê xà lông nè em. Xà lông làm gì vậy? Lấy nửa ký đi. Bây giờ mình hấp đi. Hấp xả. Nghiêu nè. Sầu huyết, lấy sầu huyết. Sầu huyết thì không có, sầu riêu chưa thầy. Trời ơi. Còn mấy cái gì nè? Nghiêu. Không, nghiêu nhỏ nè, nghiêu nhỏ. Con nghiêu này là bọn em thì nó ăn chua thôi. Nó ăn chua đi. Nó ăn chua hấp nước. Dạ không, thì cái này nó nhỏ lắm, cái thịt nó nhỏ xíu luôn. Thầy thấy lấy nước uống hả? Mấy món rồi? Dạ có 3 món. Món gì ạ? Dạ có tôm sú, ốc hương với xà lông. Ghẹ đi. Ừ, lấy ghẹ. Lấy 2 con đi. Rồi 2 con ghẹ. Ghẹ 5 món đi anh. Ghẹ hấp đi. Ghẹ hấp đi. Rồi 2 con ghẹ. Ghẹ hấp tổng cộng là 4 phần. Căng hai căng bao nhiêu? Căng mình cần phải biết căng bao nhiêu luôn. Đây mình căng nè, đồ ăn đây là căng tại chỗ luôn nè. Anh ơi, hai con mấy lần? Rồi. Rồi, là làm cái gì? Ok. Chuyện té. Ngày mình bên nhau tâm lum. Đây là Lan Vy thách thức với mình uống 20 lon. Bây giờ các bạn uống 20 lon. Bạn yếu với mình sẽ đấu với nhau. Mọi người uống 20 lon. Hai đôi này cũng ăn nhau. Ok. Tôi thích thách bình uống 20 lon. Hai uống 20 lon mà xỉn thì người đó phải trả tiền. Ok. Em làm trọng tài cho. Hai chục con nhà, các bạn sẽ quay nha, xem luôn từ lần đi cuối luôn nha. Cho hai đứa em quay lại cho Bình với đây. Bình vừa quay luôn nó được. Ghẹ gì nha? Ghẹ đỏ. Ghẹ đỏ nè, ok để xem không. Thương nha. Ở đây mấy anh em ra ngoài đây là mình ăn uống thôi, Bình lâm nhâm thôi. Ở Sài Gòn á không có gặp nhau cả nhà biết không?
khó gặp nhau lắm. Sài Gòn gặp nhau thật sự. Xu khó gặp. À. Cái đẹp ông Sài Gòn là quý vị thấy là đi tùm lum tà lá chứ đi làm việc thì cơm áo gạo tiền, còn đi ra đây thì tình cờ mấy năm gặp nhau thì mình ngồi nhâm nhi với nhau chắc chắn là không say là không về. Oh. Cái kênh tự nhiên kênh của mình bên đây hot ghê luôn, đưa lên chút xíu 2-3 ngàn luôn, bắt kiếm tiền được 8 triệu rồi, bắt kiếm tiền rồi nha. Kênh kiếm tiền làm vui vui mất cười đó, bây giờ tự nhiên cái bắt kiếm tiền luôn rồi. Đó hả, đi đó hả, có lần video đó nè, lần video mà kêu mình đăng ký cho mình, mình đăng ký cho kênh Khánh Bình nha. Anh Bình cắm xù hả, mới bắt kiếm tiền đó hả, Khánh Bình dễ thương không, kênh Khánh Bình dễ thương á. Tự nhiên đăng lên đi chơi, bây giờ tự nhiên căng chút xíu là 2-3 ngàn. Cái kênh Khánh Bình đời thường hả? Khánh Bình diễn thương. Khánh Bình diễn thương đời thường cũng là một trong những cái giới thương của Khánh Bình nha mọi người. Đây là một trong những người bạn rất thân của hai người và làm gì. Tại vì không gặp nhau thôi, nhưng mà anh em vẫn quan tâm đến nhau, nói chung là dễ thương là thuốc hiệu. Chưa biết bạn Hiếu thì có thể là các bạn sẽ hiểu lầm đó, bạn Hiếu chỉnh là bạn Hiếu này kia, chứ mình pha siro quản lý mình vậy đó. Nhưng mà đôi khi tiếp xúc rồi thì các bạn sẽ thấy là rất là dễ thương, tình cảm, tình người lắm nha. Thấy không? Thật sự nha. Chào nha. Ừ. Chào. Mình quay về là để kỷ niệm với cả nhà phải không? Có khi mình sau này mình già đó, có xem lại những cái chút phim. Mình kỷ niệm rất là kỷ niệm luôn. Biết nói sao. Thấy thức phim ghi hình lại như này là những thức phim khó phai mờ. Bây giờ tôi đi Mỹ, ví dụ sau này năm sau cái mình đi Mỹ thì bố ở 4-5 năm gì đó về, hoặc là bạn này đi nước ngoài thì anh em sẽ gặp. Nói chung là đi mà đi bươn chải đó cả nhà. Chưa nở không? Bỏ không mà không biết được đâu. Chắc ruộng nó rớt ở dưới. Hải sản này nó phải ngon nha. Okay. Hải sản đó là tươi sống ngon, mình vô mình chọn xong mình đăng ký thôi. Anh đừng cứ quay đi lắm rồi nhìn lại cái dưới không. Mình đi bỏ không kìa. Mời cả nhà cùng ăn nha. Vô nè. Chúc mừng anh em họp mặt nha. Vô chấm chưa? Hồi gọi nhau Đà Nẵng. Đà Nẵng 5 tháng 5 2022. Bạn này sắp đi Úc rồi, hai bạn này sắp đi Úc rồi. Tháng 7, nhưng mà Khánh Bình thì tháng 7 thì gả con gái của Khánh Bình đó. 15 tháng 7. Có thể là tháng 8 thì mình sẽ qua sang qua Úc nha. Còn Canada là 12 tháng 9. Còn đi về Mỹ là 21 tháng 10 nha. Đó, các mình đi Mỹ trễ, nhưng mà chắc chắn là sẽ qua gặp mọi người. Đó, anh chị nào có xem cái này thì các bạn ủng hộ cho Lan Vy và bạn Hiếu nha. Đúng rồi. Adelaide nè. Tháng 7 qua phải không? Dạ. Adelaide, Melbourne, Sydney nè. Chắc chắn là có ở Redmond, Redmond chắc chưa có không? Chưa có không? Mọi người ủng hộ nha. Nói chung là lần đầu tiên các bạn quay ra bên châu Âu, bên Mỹ á, nếu mà bên Úc. Ok rồi. Xin chào mọi người nha. Ba một. Nãy giờ giỏ mà không thấy này, hồi nó nằm dưới đây nè. Này bạn Hiếu đi. Ok. Để tôi ăn cái này. Con cái này nhỏ xíu rồi. Bây giờ đổ cho con tô. Ăn chia hết sẻ. Nó mặn đi. Gạch quá trời gạch ha. Ăn xong ngủ ngon ở nhà, ngủ ngon rồi bay chiến đấu tiếp. Ngày mai các mình 6:30 mới bay. Sáng mai có nhóm bạn ngoài đây nữa. Đủ đi ăn uống rồi chơi tới đây xong. Ủa chị làm gì vậy? Tí 7 phút. Nó khỏi múc tôi ở đây đi. Vui lại chơi rồi mai thì... Lâu lâu anh em gặp. Ok cái nhà. Như mấy món này nè. Gớm tôm mà kêu uống. Tôm ngon uống. Nhiều món lắm cả nhà, bây giờ ăn 4-5 món rồi nè. Bây giờ cơm chiên các bạn nữa nè. Bình sẽ ăn một miếng cơm chiên các bạn.
vì nó ăn nha. Dạ. Em không khác không kia. Nó cơm. Cơm chiên thôi mà ăn cuối cùng. Ăn nhậu xong rồi ăn cơm xong cuối cùng rồi đi về. Cái chén nước tương này con. Cái nước tương. Hồi xưa cũng có một tí á. Đang với Vi với lại Hiếu. Chị hai. Chị hai qua chủ đi ăn rồi, chị em bắt đầu có Sài Gòn đâu.